Trong video clip ngày hôm nay thì em Triệu xin được giới thiệu với các bác một cặp đĩa cực kỳ là xuất sắc mà em Triệu vừa mới tạo tác xong. Và cái hai cái chiếc đĩa này thì đang là có đường kính rất là to, đó chính là đường kính 40cm các bác nha. Đường làm trên nền gỗ gụ. Và với hai cái chiếc đĩa được khảm tích là tích tam cố thảo nư này ấy, thì em Triệu đã khảm bằng trên là ốc vàng chanh và đỏ nửa già của Singapore các bác nha. Đây các bác có thể thấy được là những cái miếng ốc nó vàng đến mức độ là ánh xanh hoa ní lên. Đó thì đây là một cái dòng ốc vàng chanh rất là già các bác nhá. Đó thì nó mới ánh xanh hoa ní này lên được, ánh chanh như thế này được các bạn. Đây xem. Đây là hình ảnh của tam cố thảo nư. Đó ba anh em nhà nưu bị đi cầu ra cát nữa các bác xem. Ở đây thì mỗi cái quần áo hay là những cái vẻ mặt đó nó sẽ khác nhau các bác nhá. Mỗi người sẽ có những họa tiết quần áo, hoa văn sẽ khác nhau hoàn toàn. Đó, đây được thể hiện là đây là cái nhà tranh, đó, nhà tranh. Đây các bác xem, những cái bộ quần áo hay là những cái mỹ ốc ở những cái tảng núi đá này. Cực kỳ là già đúng không ạ? Và được tỉa tách rất là đậm và nhìn nó rất là sâu các bác nhá. Đây các bác xem. Đây là cái cây này. Cái ngọn cây mà cũng được cắt những cái bế ốc nó già như này các bác xem. Và cái màu sắc mà cơ cho em đã phối hợp vào đây thì các bác tinh ý thì các bác có thể phát hiện ra được đúng không ạ? Những cái phần trung tâm, phần già như này nó sẽ rất là đậm màu đúng không ạ? Và dần dần thì cơ cho em sẽ vuốt nhẹ màu lên trên. Đây các bác xem này. Đây sẽ là cái tán cây, màu nó sẽ già hơn, còn lên trên này thì màu nó sẽ nhạt hơn một chút. Đây các bác xem. Đấy, cho nên là cái kỹ thuật phối màu đó chính là cái kỹ thuật quan trọng nhất và cái yếu tố đầu tiên mà làm nên những tác phẩm khảo ốc đẹp. Đấy. Ở bên này thì cũng là cái tích đó, nhưng mà nó sẽ hai chiếc đĩa nó sẽ đảo mẫu cho nhau các bác nhá. Đấy, nó sẽ đảo mẫu cho nhau. Và cơ xem đã thể hiện ra đây, đó chính là đây là hình ảnh của cái đường đi đúng không ạ? Đường đi. Còn đây là cái cầu này, bắc qua dòng sông này, xem. Nó thể hiện rất là rõ ở trên những cái chiếc đĩa như này. Ở bên ngoài này thì sẽ được đấu chấu đồng tiền này và được khảm tứ quý các bác nhá. Được khảm tứ quý. Chiếc đĩa thì được làm trên nền gỗ gụ đường kính 40 và dày là 4 phân. Được tiện các bác nhá, được tiện. Đó, tiện nóng chảo. Các bác xem. Rất là đẹp đúng không ạ? Đối với cái dòng ốc Singapore này thì mỗi hướng nó sẽ cho chúng ta những cái màu sắc khác nhau. Đây các bác xem này, đúng không ạ? Khi mà chúng ta nhìn thẳng nó là vàng đỏ lửa vàng chanh, nhưng mà khi chúng ta nhìn chéo như thế này thì nó sẽ là thành màu xanh hoa ní hết các bác nha. Và nó sẽ có những cái điểm là điểm tím, nó gọi là ốc tím tía. Và những dòng ốc tím tía như này ấy, thì gần như bây giờ đã tuyệt chủng rồi các bạn, gần như là không còn nữa rồi. Khi mà chúng ta nhìn chéo đi thì màu nó sẽ rất là già màu. Đó chính là cái dòng ốc Singapore này sẽ như thế các bạn, mỗi hướng nó sẽ mỗi màu khác nhau. Em sẽ đi xa một chút để các bác có thể xem được cái tổng thể của nó đúng không ạ? Hai chiếc đĩa này nó sẽ đảo mẫu cho nhau này. Đấy, hai cái nó sẽ đối chiều nhau. Rất là đẹp. Các bác mà có những chiếc tủ chè hay là có những cái tủ bày đồ ấy, thì chúng ta trưng bày những cái mẫu đĩa như này thì nó rất là nổi bật. Ngoài cái mẫu đĩa này ra thì cơ xem cũng rất là nhiều những cái mẫu đĩa khác đúng không ạ? Mà em đã đưa lên cái kênh YouTube là Triệu Khảo Trai thì các bác có thể tham khảo. Hoặc là các bác có thể liên hệ với em theo số điện thoại Zalo, đó chính là 0383639886 các bác nhé. Và quý vị đừng quên ủng hộ em bằng cách là bấm nút đăng ký kênh, để mỗi khi em đăng video clip mới thì các bác sẽ là những người nhận được đầu tiên. Và xin chào lại quý vị trong những clip tiếp theo. Xin chào.